bạn sẽ được tán thưởng cho sự ngoan đến với các quả đại quan các trái gia khác. Nhưng trước tiên đây là những người bạn sẽ được cô bé và hơn bảo họ mẹ bà ngoại xóa chất ác và bác trợ sao tất cả họ đều đã sẵn sàng và bạn thì sao? Mình sẵn sàng rồi. Vậy hãy chờ từ nào buổi định biểu diễn sắp bắt đầu rồi nhé. Ngày xưa ngày xưa có một cô bé rất xinh xắn. Một hôm mẹ bảo cô bé bà ngoại con đang bị ốm, con hay mang hàng cho bán chiếc bánh kẹo trộn tròn và lọ bơ nhỏ này nhé. Cô bé và không bảo cầm lấy chiếc lọ và lời của nhà. Cô bé hé và băng qua một khu rừng. Trong rừng có bé quan khăn gặp gặp một con sói to, gặp một con sói màu đen rất to, gặp một con chào cô bé đang đi đâu vậy? Sáng lớn đến hỏi cô bé tôi thăm bà ngoại sáng ở bên kia khu rừng, tôi mang cho bà một chiếc bánh kẹo tròn và một lọ bơ nhỏ. Cô bé quan khăn đỏ trả lời. Sói ăn thịt bà nội bà ngoại mất rồi. Người còn đọc to lên thêm tí nữa nhá. Răng bà to để bà ăn rau dễ hơn. Rồi chuyện gì xảy ra tiếp theo rồi thì anh? Ôi, sói ăn tham quá, nuốt chửng luôn, không thèm nhai. Thank you.
Xuân thầy mình bông thắm sỏi lạc thảm vào trong khu rừng này, trong khu rừng đó nữa. Con trang cuối cùng. Còn phần cuối cùng nữa. Đó, con đọc phần cuối nữa. Phần cuối cùng đâu rồi mà. Thế hả? Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn Thế Anh đã kể một câu chuyện vô cùng hay về cô bé qua khăn đỏ. Thế Anh vẫy chào các bạn khán giả nào.